Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn. Xin mến chào tất cả các bác nhé. Thì ngày hôm nay em tiếp tục sẽ lên một cái video đo công suất của một cái cục đẩy, công suất phải nói là công suất rất là lớn, công suất lớn nhất bên em hiện tại anh em nhé. Với cục công suất này thì nó có nhãn hiệu là LX Agotic và mã hiệu là D4150 anh em nhé. D4150, lưu ý với anh em 1500W trên một kênh anh em nhé. 1500W theo hãng thì được 1500W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Và con này thì công suất của nó cực kỳ là khỏe anh em nhé. Một kênh có thể chơi được một kênh này có thể chơi được một quả 725 đấy anh em nhé, một quả 725 full 40 đấy. Thì ngày hôm nay em sẽ lên video để đo công suất cho anh em tìm hiểu về cái công suất con này nó đạt được bao nhiêu watt anh em nhé, đạt được bao nhiêu watt, giới hạn của nó được bao nhiêu watt. Thì như anh em có thể thấy rằng với cục đẩy này nó rất là mỏng, nó rất là bé, rất là mỏng và rất là nhìn nó rất là mỏng manh anh em nhé. Nó chỉ có size 1U thôi, nó chỉ bằng một cái chỉ bằng một chiếc vang số thôi anh em nhé, bằng đúng một chiếc vang số. Mà tại sao nó lại ra được cái công suất rất lớn như vậy? Thì mà cái cân nặng của nó chỉ 10kg thôi. Thì em không biết tại sao mà nó lại khủng như vậy. Thì ngày hôm nay thì em cũng thử đo công suất xem nó được bao nhiêu watt trên một kênh anh em nhé. Thì với cái con này thì là một trong những cái con công suất khá là cao cấp và cái chất lượng nó rất là cao. Giá hiện tại của nó là 14.500.000 đồng và sẽ bao ship cho anh em. Để đo thì em sẽ sử dụng máy tính, sẽ sử dụng chạy cái nguồn là 1kHz anh em nhé. Đó, và tiếp theo là em sẽ sử dụng một con mixer, em sẽ cấp tín hiệu ở mixer và mixer em sẽ lấy tín hiệu để dẫn vào cục đẩy anh em nhé, dẫn vào cục đẩy và cục đẩy em sẽ bắn ra thiết bị đo, đó là một cái đồng hồ. Và để kiểm chứng cái đồng hồ này nó chuẩn như thế nào thì bên em sẽ đo thử vào với điện lưới anh em nhé. Đo thử vào với điện lưới cho anh em cùng xem điện của nó có chuẩn hay không. Đó. Đây anh em nhé, sẽ thấy nhé. Cắm vào, điện là 226V, đó 227V, ok. Rút ra đảo lại. Đó. Ok, 227, 226V anh em nhé. Đó, rất là chính xác, em đã cắm trực tiếp vào cái điện lưới kia. Đấy, thì anh em có thể thấy là nó cực kỳ là chính xác rồi đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ đo. Khi đo phần mềm thì xong thì em sẽ nhân với ôm để ra cái công suất của nó anh em nhé. Sẽ dùng một cái phần mềm. Nhiều bạn anh em hỏi đây là cái phần mềm gì thì đó là phần mềm ôm lao anh em nhé. Đó, nó sẽ tính cái công suất, sẽ tính cái dòng điện, tính cái trở kháng anh em nhé. Đó. Thì ok, em sẽ xong rồi em sẽ đẩy cái tín hiệu trên lên trên anh em nhé. Đầu tiên là bật cục đẩy này. Đó. Đó. Khi nó khởi động xong thì quạt nó sẽ rất là êm anh em nhé. Đó, quạt nó sẽ rất là êm. Đó. Và bây giờ em sẽ cho cái tín hiệu lên căng nhất anh em nhé. Cho tín hiệu lên căng nhất. Đó, anh em thấy ạ. Tín hiệu lên căng nhất và sẽ cho cái công suất này lên hết cỡ clip luôn anh em nhé. Đây, anh em có thể nhìn nhé, clip luôn, căng hết cỡ anh em nhé. Thì nó được 129V, anh em có thể nhìn nhé, 129, ok chưa, anh sẽ giảm này, ok chưa, ok chưa, một cái, một lần, đến lần thứ hai, căng hết cỡ, 129,8 anh em nhé, đó, giảm, lần thứ hai, và tiếp tục là lần thứ ba. À, vừa báo đèn clip anh em nhé, 129,8, công suất rất là lớn anh em nhé. Đó, thì anh sẽ dùng cái công thức tính này đây, 129,
129V anh em nhé. Đó, trở kháng 8 ohm thì nó ra là 2080W anh em nhé. 2080W. Đấy, một cái công suất cực kỳ lớn mà hãng nó đưa ra chỉ với là 1500W. Đó anh em nhé, thì anh em có thể hiểu là nó cực kỳ công suất rất là lớn anh em nhé, 129V. Và em sẽ reset lại, em sẽ đo lại cho anh em cùng tham khảo này. Sẽ để với mức này. Em sẽ tắt cái cục đẩy đi anh em nhé. Tắt cục đẩy đi một lần nữa. Đấy, thì cái trên này nó là 00mV anh em nhé. Nó sẽ hiện chữ mV đây. Đấy, và bật lên lại này. À, khởi động này. Ok. Ok. Xong, khởi động xong anh em nhé. Em sẽ cho căng đẩy lên. Tiếp tục là 129,8 anh em nhé. 129,9, gần tới 130V. Đấy, anh em có thể nhìn lại đây. Ok chưa? Đó, cho giảm này. Đó, tiếp tục tăng hết cỡ. Đó, 129,9 nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy chưa? Rất là khủng anh em nhé. Đó, 129,8 8 ohm thì ra 2100W anh em nhé. 2100W. Đấy, anh em có thể thấy chưa? Công suất của nó tầm 2000 cho đến 2100W anh em nhé. Tùy vào cái volt này. Đấy, thì anh em có thể thấy là với cái công suất rất là khủng anh em nhé, lên tới 2100W. À, cầu chì là 16A em nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy. Thì với cái công suất như này thì anh em nghĩ là nó khỏe như nào? Đó, nó rơi vào tầm khoảng độ 2000W. Thì phun đôi nó ăn trọn luôn anh em nhé. Phun đôi chỉ cần tầm 1400 đến 1600W, 8 ohm là ok. Còn đây 2000 đến 2100W, ở chế độ 8 ohm thì anh em biết là cái công suất của nó mạnh như nào rồi đúng không ạ? Công suất này là công suất thực anh em nhé. Còn nhà hãng thì nó báo là 1500W thì cũng có thể là với cái trường hợp đo như thế này nó chưa được chính xác 100%, nhưng khẳng định với anh em nó chính xác được 95% cho đến 98% anh em nhé. 95% cho đến 98%, vì ở đây thì em vẫn cái dụng cụ đo nó không được đạt tiêu chuẩn. Đấy, nếu mà đạt tiêu chuẩn thì nó phải được 100%, nhưng mà ở đây chỉ những công cụ này đo thì em khẳng định được tầm 95% đến 98%. Và khuyến cáo anh em là không nên thử tại nhà, vì nếu mà thử tại nhà thì với cái điện áp này nó sẽ nguy hiểm đến tính mạng anh em nhé. Đó, và để cho anh em xem cái nội thất bên trong của nó như nào thì bên em cũng sẽ tháo ra cho anh em cùng tham khảo. À, và trước khi tháo anh em nhớ là rút điện, rút nguồn điện anh em nhé. Rút nguồn điện để tránh cái trường hợp là không may xảy ra. À, vì với con này công suất của nó khá là lớn. Và với cái công suất lớn này thì nó đưa ra cái dòng điện cực kỳ cao. Và khi cái dòng điện cao này nó anh em không may mà đụng phải, nó rất là nguy hiểm. Nên tốt nhất anh em nên tháo nguồn điện trước khi tháo nó ra anh em nhé. Công suất rất là lớn như này thì anh em có thể thấy là anh em có thể chơi phun đôi cực kỳ là tốt. Và với những cục đẩy này tiếng nó rất là hay. Với con D4150 này tiếng cực kỳ sáng anh em nhé. Với tiếng sáng này của nó thì anh em chơi full thì miễn bàn luôn, miễn chê luôn anh em nhé. Đó, miễn chê luôn. Thì cục này giá của nó đang rất là tốt, giá chỉ có là 14.500.000 đồng thôi. Thì đạt cái công suất khủng như này anh em nhé. Công suất khủng, đo đạt đàng hoàng. Đấy, cho anh em cùng tham khảo. Thì với công suất này thì khẳng định với anh em là chỉ có những dòng mạch chất lượng thì nó mới được như này, như thế này thôi anh em nhé. Còn những cái mà nó chất lượng kém thì không thể đưa ra với công suất này được. Công suất này là công suất lớn hơn so với công suất của hãng. Mà theo em, theo hãng thì nó con này là 1500W. Nhưng mà khi em bỏ cái mạch này ra nó là 1800W anh em nhé. Đấy, mạch của nó chịu được với 1800W. Nhưng mà khi đo lên tới 2000 thì em cũng nghĩ là nó xấp xỉ tầm 1-200W. Thì cái đấy nó không nhiều. Đấy, nó cũng tương đối là chính xác anh em nhé. Đây, cái nội thất của nó đây anh em nhé. Đó, đây là cái nội thất của nó. Cái nội thất cực kỳ là đẹp. Đấy, thì anh em có thể thấy kể cả trên những cái bo mạch này.
nó cũng ghi là 4D4-1008. Đấy, ok cho anh em. Đấy, những cái bo mạch này nhìn nó rất là thông minh, nó đi dây cực kỳ là gọn gàng anh em nhé. Đấy, và em có thể dở đây, anh em có thể nhìn thấy đây, bo mạch mất rất mới tháng 4, mùng 5 tháng 4 năm 2020, và nó ghi là D41008 với công suất của nó tầm 1800 anh em nhé, nhưng mà nhà hãng nhận công suất chỉ tầm 1500 thôi, nhưng mà thật ra đo thì em lên tới là 2000 với 2001. Đấy, đầy đủ các thông số cho anh em. Và mạch được QC pass đàng hoàng, hai bóng điện này nó vẫn đang xả điện này. Và cái tụ này nó rất là lớn anh em nhé, tụ 160V. Đó, tụ 160V và 1000mi. Đó, nhìn thiết kế mạch cuộn cảm kia nhìn đi rất là đẹp anh em nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Lên tới 1800W thì anh em có thể thấy là một trong những cái dòng mạch công suất rất là lớn anh em nhé. Đấy, dòng mạch này công suất cực kỳ lớn luôn. Đó. Class D thì nó sẽ hiệu năng nó cao. Và thêm nữa là con này nó có mạch PFC, là cái mạch tiêu thụ điện tổn hao nó cực kỳ ít. Đấy, nó cái mạch PFC, một trong những cái thế hệ mạch mới. Và giá này của bên em đưa ra nó cực kỳ tốt cho anh em. Nếu mà những hãng khác nó rơi vào tầm khoảng độ 25 đến 30 triệu, nhưng mà hiện tại thì bên em chỉ có giá là 14.500 thôi. Thì hôm nay lên làm một cái video này cho anh em cùng tham khảo. Anh em có nhu cầu mua thì anh em liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Đấy, qua hai số điện thoại bên dưới này, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc cho anh em. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Rồi, chào tất cả các bác. Hẹn các bác những clip lần sau nhé.